Trong năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đạt chỉ số cải cách hành chính đứng trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Theo đó thì thủ trưởng đơn vị sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra nhũng nhiễu trong việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 với mục tiêu phấn đấu đạt chỉ số cải cách hành chính nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Theo đó, năm 2016, 100% thủ tục hành chính sẽ được cập nhật, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố, với tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn trên 85%. Trường hợp xảy ra những nhũng nhiễu như yêu cầu bổ túc hồ sơ ngoài quy định hay trả lại hồ sơ không quá 2 lần cho một vụ việc, thì thủ trưởng các sở, ngành hoặc chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, phường xã, thị trấn phải trực tiếp chịu trách nhiệm.